cây này mấy anh em về ghép được hết trơn rồi nè, đọt bự bự hết trơn. Em mai vàng hoành 16, cao 47, bầu 24. Chạy đó ra cho em đi. Rồi mã số 2 em giao với mọi người 400.000, em bao ship tàu quá. Mã số 2. Tiếp theo là mã số 3. Cây này khá to nha. Cây này cao ha. Hoành nó 18. Cao 60. Kính bầu 26. Mã số 3 em giao lưu với mọi người 450.000, em bao ship toàn quốc. Tiếp theo là mã số 4. Hoành 20, cao là 39, kính bầu 26. Rồi mã số 4 em giao lưu với mọi người 400.000, em bao ship. Mấy cái này có đế trồng tuốt dưới ngay nè, tại không có bư lên ha. Đây này sống khỏe rồi. Sống khỏe cho anh em về ghép chơi. Đây là mã số 6. Hoành nó 18, cao là 40. Tới đây là 56, kính bầu 22. Đế cũng nở lắm nha anh em, không bư lên cho anh em xem ha. Đó anh em coi đế. 19. Cao là 67. Cái này sống khỏe từng chậu hết trơn à. Chậu nó 25. Rồi mã số này là mã số 7, em giao lưu với mọi người là 500.000, em bao ship toàn quốc. Mã số 8. Đế cũng bự lắm anh em ơi. Hoành nó 16, cao 45,